giải cứu chạc hoa 850 này bị lúng rồi các bạn. Xa mấy em cỏ lúa bên đây cũng tiến hành mang dây xích để cho mấy em bên đây giải cứu con máy cắt 850 nha. Không biết nó đi đường sao đây không? Quá tay không dây xích rồi, mặt trời sắp lặn hoa xuống lùm cây rồi, thì nó có hai giăng ma nữa. Còn 850 không. Đây cũng 850 nữa nè các bạn. Đây nè, 850 này đang cắt dây. Sau khi dây xích về thì anh em tiến hành móc vô để giải cứu con chăn ma này nha. Đầu móc vô cái máy kéo, đầu thì móc vô con máy cắt chăn ma 850. Sau đó hai tài xế cùng khởi động máy để mà giải cứu nó mới được. Bên đây thì anh em vẫn hăng say cắt để kết đồng các bạn. Giờ nó chiều rồi, giờ tài xế máy cắt và máy kéo đã lên chuẩn bị cuộc hành trình giải cứu nữa các bạn. Rồi
mới được nữa bạn. Hiện tại là mấy anh em đang cố gắng tiêu con máy cắt lúa này qua để mà giải cứu nè. Đó thì mấy cậu đang gom lúa. Chuột nhóc ở trên trời. Bên xa này thấy con 850 này đang tìm đường để mà qua bên kia để giải cứu con máy cắt bị lúng các bạn. Trời ơi cắm đầu. Này nó vét được không đồng? Ờ chặt mày chắc dễ vét được hả? Ừ. Mày nó hai bổ gì đi. Trời ơi, chín gì bự cái gì? Chết, đạp xuống. Đạp xuống là chết đó. Rồi bay luôn rồi. Đó một tiếng là mang gì? Hả? Mang tên gì? Hả? Lung ba tường. Xuống rồi lên không được. Rồi. Cái này mà cô bé đi nó phải lót dĩ đi chứ đâu đi được không đâu. Không chết của cô bé nó giữa. Má chạy gù gù chứ nó ra tại nó mưa qua nó chết. Dạ. Hôm quá là mưa nữa chạy không được. Chết. Anh em cậu lúa đã trừ từ dự giờ. Giờ ra cứu rồi. Giờ nay ba bốn con nhân ma là còn lo rồi. Nay liên khúc bắt lương bởi vậy đây thằng nó đây thằng nó thằng bến nó thằng bến là đang cố gắng thử cho xong rồi. Tài xế giờ bò xuống là nãy giờ ngồi đợi như kỹ à. Rồi. Đúng rồi, tí nè. Đúng lắm đó. Bánh máy hết luôn. Thank you.
lúng lúng lại không à. Bánh nó nổi nè, để đi lăn nát rồi. Cái bánh nó lăn hoài rồi gập cái chèo luôn. Rồi, đúng rồi. Rồi luôn. Lúng luôn rồi còn gì nữa. Rồi luôn. Thì một con chăn mưa ma 850 chạy qua đây để giải cứu hai con bị lúng rồi các bạn. Ủa, nó kéo kìa. Chăn ma 850 không à. Hội tụ đủ ba con luôn. Ôi. Quá. Rồi giải cứu được con này à các bạn ơi. Để luôn rồi, rồi hai cái gịch cái đi lên nào. Rồi lấy hai con đó qua giải cứu con này. Thì mới cắt dùm lúng là phải mua chim chích cô bay 03 theo. Gặp được có lan đầu trắng không đưa cái đầu xuống trường. Sợ quá. Lúc mình cái nãy giờ mẹ tao chạy về tới nhà là xài rồi tầm đứng chơi trên xe tao rồi đó. Ta cắt gì này rồi đây gì đắng tầm đứng. Hàng chi đem theo bao quá bự. Cắt xin rồi mà không có xin. Đúng cái giờ cũng nữa. Tầm cái xài đúng bệnh bệnh hết tao có xin cái xài nha. Nó thôi cũng đúng rồi. Bánh nó bánh tám. Bánh chín. Rồi giờ là hai chiếc cùng kéo một chiếc nè. Hàng gì chưa đẩy gì vậy? Mà tháng này thì nó đỡ ra tháng hơi quá. Xuống dưới cận cảnh. Phải gì là tháng này luôn vào chín độ này nha. Sao con này ra tay giải cứu rồi. Đứt xích luôn rồi. Rất đạp kìa cái lụm được con. Có cô nặng nặng đùng. Lên rồi các bạn ơi. Rồi giải cứu thành công rồi. Đéo luôn. Rồi vô cái lỗ của con này. Rồi đứt xích luôn rồi. Bọc ra được rồi, bẻ qua đây cái được. Rồi khỏe rồi. Ừ, wow.
quá tuyệt vời. Cho mày hai giỏ lúa đó. Rồi, về ăn cơm được không? Hai màn này với nhóm có chờ người đi coi chiều giờ các bạn. Cùng ba con chăn ma 850 nó ở bên đây, còn bên kia thì còn con nó đang cắt lẻ loi bệnh nha các bạn. Rồi về các bạn ơi.